Nữ cảnh sát đẹp nhất Trung Quốc bị nghi lộ clip nóng vô cùng táo bạo, danh tính người đàn ông càng gây sốc. Những ngày qua, mạng xã hội Weibo của Trung Quốc xôn xao và rúng động trước thông tin nữ cảnh sát Zhang Xinyu lộ clip nóng. Sở dĩ điều này gây sốc đến vậy là bởi Zhang Xinyu là một nữ cảnh sát vô cùng xinh đẹp, khá nổi tiếng trên mạng xã hội, có nhiều người hâm mộ, được mệnh danh là nữ cảnh sát đẹp nhất Trung Quốc hay Hoa khôi cảnh sát Trung Quốc. Được biết, có tổng cộng 7 clip bị phát tán lên mạng. Trong những clip đó, có thể thấy rõ hình ảnh nhân vật nữ có ngoại hình rất giống cảnh sát Zhang Xinyu đang khỏa thân, quan hệ tình dục với một người đàn ông. Cả hai có nhiều hành động và lời nói hết sức nhạy cảm. Cư dân mạng đã lan truyền mạnh mẽ những clip này và nhanh chóng nhận ra địa điểm mà nữ cảnh sát Zhang Xinyu ân ái cùng người tình giữa ban ngày là trụ sở đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV. Thông qua kiến trúc trong phòng và những hình ảnh qua cửa sổ, tòa nhà này là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng tại Trung Quốc nên rất dễ nhận ra. Không những thế, cư dân mạng cũng nhanh chóng lần ra thông tin của người đàn ông kia. Anh ta là LV Zuizue, giám đốc điều hành cấp cao của công ty năng lượng Norit Group, đồng thời là người đại diện trên pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ y tế Zuizue Bắc Kinh. Câu chuyện này hiện đang gây sốc với dư luận và cộng đồng mạng Trung Quốc, khiến nữ cảnh sát Zhang Xinyu sụp đổ mọi hình tượng. Bởi từ trước đến nay, cô luôn được biết đến là một nữ cảnh sát xinh đẹp, dịu dàng. Những bức ảnh đăng trên mạng xã hội cho thấy hình ảnh của một người phụ nữ có khí chất nhẹ nhàng, thanh thoát và ngoan hiền, hoàn toàn là một ngọc nữ. Hiện nay, hình ảnh của nữ cảnh sát Zhang Xinyu cùng giám đốc LV Zuizue đang bị tổn hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, cả hai đều đã khóa tài khoản mạng xã hội và hiện chưa hề lên tiếng gì về vụ việc. Mạng xã hội Weibo cũng đã chặn từ khóa Zhang Xinyu để tránh sự việc bị đẩy đi quá xa. Cư dân mạng vẫn đang bàn tán xôn xao về sự việc này, tỏ ý không ngờ Zhang Xinyu lại là người phụ nữ như vậy. Tuy nhiên, cũng có người nghi ngờ liệu có phải Zhang Xinyu bị hại, bị quay clip khi chưa được sự đồng ý. Liệu ai là người tung clip này ra? Có người còn cho rằng Zhang Xinyu xinh đẹp và xuất sắc như vậy thì việc cô ấy đến với một người đàn ông thành đạt là bình thường. Thế nhưng người tung clip này ra có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.